khi con gái xin đi vệ sinh. Ê bà, đi vệ sinh với tôi không bà? Đi vệ sinh hả? Ừ đi. Ừ, đi 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 đi. Và đây là con trai. Ôi, ra chơi à? Đi vệ sinh anh em ơi. Ê, đợi tao, đợi tao, đợi tao. Đợi xíu coi mấy thằng khứa nè. Thôi đi luôn đi. Mấy thằng này vô đánh trận trong hay gì vậy trời? Con trai khi thấy đứa mình ghét. Mày nhìn gì? Tao biết nhìn đây, sao? Mày thích sao không? Tao thích đây, mày làm gì tao? Mày khổ má. Con gái khi thấy đứa mình ghét. Úi dồi, bạn thân mày kìa. Không dám, thân ai đấy lo mày ơi. Ê mày nhìn trong mắt tao có cái gai này không? Mà tao nhìn chướng mắt quá mày ơi. Ờ cái gai tụi trâu hay gì mà thổi hoài không có đi mày ơi. Sao ngứa tai đấy nhỉ? Gai này còn nhuộm cái đầu bạc phơ đấy chứ. Đùa đòi. Ê tao cũng nhuộm cho mày. Thì nó bạc do nhuộm, còn mày bạc do giúp bà mày. Con trai lúc mới bị chia tay. Anh ơi mình chia tay đi. Cô thích thì tôi chiều. Alo tụi mày à? Tao mới chia tay con người yêu. Buồn làm cái gì? Đi nhậu đi. Chỗ cũ nhá. Ok. Rồi tháng sau. Con gái thì bị chia tay. Cái gì đây? Mình chia tay đi. Anh không hợp với em đâu. Cái gì nữa? Anh nhắn cái gì vậy? Cô không biết nhìn à? Sao nói chia tay? Anh có tôi là trò đùa của anh à? Thế nhá. Alo. Alo. Vài tháng sau. Alo, quay lại à em? Quay lại gì? Anh bị ảo à? Tôi gọi điện để thông báo với anh ấy là tôi sắp đẻ rồi. Em có bầu hồi nào? Có bầu hồi nào cái cha tôi. Nha, tôi vẫn sống hạnh phúc nha. Ờ, quay, quay, quay. Cảm ơn anh. Khi con trai mang đồ đi học. Ủa giờ gặp mày đâu? Mang cặp chi? Mang cuốn tập đi kia viết được rồi. Không có sách tí sao mà học? Ra đây sách tí cô kể tụi mày rồi chứ mang chi nặng cặp. Vậy nha. Khi con gái mang đồ đi học. Hello peekaboo my friend. Hello bà. Ủa đâu mà mày đi học hay đi du lịch vậy? Cái bà tao. Ủa bà mang gì nhiều dữ vậy? Trời ơi mang gì mà nhiều bà. Mang có khăn đội đầu nè, cái lược nè, với cái sợi tóc nè, rồi mấy chục cây son, rồi mấy chục cây dưỡng đồ này nọ hả. Ủa rồi cái vali làm gì? À trời ơi tôi mang có mấy chục ký đồ ăn chứ nhiêu. Rồi sách vở mày đâu? Ờ nhờ. Sự khác nhau giữa con trai và con gái khi đi học mùa lạnh. Con gái thời tiết đi học lạnh vãi ho bà đấy, nên tôi chuẩn bị cái áo ấm này, thêm cái mũ len nữa. Ê tôi cũng có mũ len này. Ôi tôi cũng mang thêm cả gấu bông để ôm nhà ấm nữa này. Tôi cũng có gấu luôn. Con trai. Khi con trai chụp ảnh. Cái gì đấy? Anh ơi chụp ảnh cho em xem đi. Ok. Bật cam thường xem nào. Ôi dồi ôi ai mà đẹp trai thế nhở. Gửi luôn. Là con trai là phải sống thật. Khi con gái chụp ảnh. Em ơi chụp cho anh xem với. Ok anh. Bật camera lên xem nào. Ôi trời ơi quỷ. Ủa anh là mình, là mình. Thôi giải áp thôi. Mịn ra lên 100 nè. Cho thêm tí son. Mũi là phải kéo lên nè. Mắt là phải to. Nâng thêm xíu ngực. Là mình rồi. Là con gái là phải sống ảo. Con gái khi tới tuổi dậy thì. Ý là sao đau bụng như ta? Ủa bà sao vậy? Chắc tháng là tới sớm bà. Bà xuống canteen mua hộ tôi mấy cái bánh với. Ừ bà đợi xíu tôi đi mua cho. Ê bánh gì vậy? Cho tao ăn với. Và đây là con trai. Rồi bây giờ cô mẹ bạn Long đứng lên đọc bài cho cô nào. Dạ thưa cô, Hùng Vương thứ 18 có một người con gái đẹp tuyệt trần tên là Mỹ Nương nhà Vương. Lớp mình đang có phụ huynh nào tới thăm à? Ủa cô, em Long nè cô. Có phụ huynh em nào đây không ạ? Em Long nè. Cô ơi, Long nè cô. Cô.